quá tự phụ. Em khá nhút nhát, em rất là nóng tính với lại hơi bướng một chút. Cái tiêu chuẩn tiên quyết đầu tiên là bạn ấy nấu ăn phải ngon. Dạ, nếu chị khó ăn chắc được. Mời bạn nam. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Ngồi đi em. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thế Hiến, năm nay 29 tuổi, hiện đang làm việc tại Đắk Lắk. Em làm nghề gì? Dạ em kinh doanh tự do, nói chung là cũng đa ngành nghề. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Em là tên là Trần Thị Mỹ Tiên, năm nay 24 tuổi. Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Bình Định chị. Bình Định. Dạ em đang làm nhân viên kế toán. Tiên 24 tuổi, Hiến 29 tuổi. Cái tuổi này thì nó cũng hợp nhau, nhưng vấn đề cái chỗ là hai bạn xa. Ở xa gần như hai đầu nỗi nhớ đó. Bạn gái có ngại về việc này không? Yêu xa thì em không ngại, nhưng mà trước kia em cũng có quen một anh á anh. Yêu cũng xa xong rồi bị bỏ, không biết con chiến này yêu có bị bỏ không? Sao đâu em, chiến này mình nhắm tình mình nó ổn, mình bỏ người ta trước đi cưng. Trời số bậy nữa. Nói cho vui thôi, nhưng mà dù xa thì xa cũng là phải tranh thủ thời gian, rồi lâu lâu phải thăm nhau thì mới có thể nuôi dưỡng tình yêu được, đúng không em gái? Dạ. Bây giờ em giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ. Chắc em nói điểm yếu trước nha chị. Em gặp đám đông thì em hơi run. Em khá nhút nhát, em rất là nóng tính với lại hơi bướng một chút. Tại vì em con út nên cũng được chiều á chị. Em sợ nhất là sợ sâu á chị. Em sợ lắm. Có nhiều loại sâu lắm, em sợ tất cả các loại sâu em hả? Dạ, nói chung là con trùng mà không có chân á anh là em sợ. Có nhiều con không có chân lắm đó em. Cũng sợ luôn vậy đó hả? Nói chung là con gì mà cái thân hình nó hơi uốn éo là em sợ. Mềm mềm uốn éo là sợ ha. Dạ. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em có lẽ là dạn dĩ với lại khá là hòa đồng vui tính. Khuyết điểm lớn nhất của em chắc có lẽ là đôi lúc hơi quá tự phụ vào bản thân. Mình quá chủ quan. Cụ thể công việc của em là gì? Dạ hiện tại thì em đang buôn bán sửa chữa điện thoại với lại mở một quán cà phê. Tiên ơi Tiên, bữa nào em lên Đắk Lắk em uống cà phê Đắk Lắk đi ngon lắm. Dạ. Rồi em vô giả bộ sửa điện thoại luôn. Dạ em cũng có thím em ở trên Đắk Lắk anh. Thì được rồi, lên thăm thím luôn được rồi. Tình trường thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Em trải qua một mối tình, quen nhau được một năm xong rồi bị đá. Gái đúng là thiệt tình, ta nói chia tay đi còn bị đá. Nặng nề quá. Nếu được thì bao lâu mình sẽ tính tới chuyện hôn nhân? Người ta nói lấy vợ là lấy liền tay á chị, càng sớm càng tốt cũng được. Lấy vợ đó, em lấy chồng mà. Em nói anh kia nghe thôi, còn em thì ảnh sao em vậy. Trời ơi dễ thương quá. Cái nhiệm vụ đó để anh em ơi. Hôm nay là anh sao em vậy đó. Rồi tình trường của anh thì sao? Em có trải qua ba mối tình. Thực sự thì cũng do tính chất công việc nó khiến em mất cái sự quan tâm với người ta, nên cái tình cảm dần dần nó xa cách. Ví dụ như giờ em anh quen xa quá rồi anh cũng bỏ bê vậy rồi xong sao? Theo lịch làm việc thì có lẽ là mỗi tháng anh xuống Sài Gòn từ 2 tới 4 lần. Tốt quá, được không em? Dạ cũng được chị. Cũng được ha, như vậy là hợp lý, vừa kết hợp công việc rồi thăm em luôn. Dạ, được rồi đó. Lỡ mà có nói chuyện được á, biết đâu em lên đó em làm. Trời ơi, lâu quá, bé này dễ thương gì đâu luôn. Em có cần thêm người phụ công việc mình không em? Dạ. Quản lý quán cà phê nè. Dạ thực ra thì giờ em không cần người quản lý quán cà phê hay hay là tiệm điện thoại hộ em nữa. Em chỉ cần một người quản lý em thôi chị. Trời ơi hay quá. Hai người này nói chuyện dễ thôi gì đâu. Lên trên quản lý ảnh được không em? Dạ chắc dư chị. Chắc dư ha. Rồi được. Em có tìm người yêu như thế nào hả em gái? Cảm ơn em. Người thì dễ thương một chút, nhậu thì được, nhưng mà đừng hút thuốc là được. Ổn, thuốc bà đây em nói ổn. Không có. Có không? Có hút hả? Trời ơi. Chị nghe tụi nó ổn. Hút nhiều không? Dạ. Bình thường thì một ngày khoảng vào tầm 5 điếu. Bỏ từ từ, bỏ đi, còn 3 rồi, còn 2, còn 1 rồi dẹp luôn đi em. Hút một ngày mà 2 gói thì bỏ từ từ, chứ còn 5 điếu thì bây giờ là mình bỏ luôn đi. Tôi trả giá mà không được luôn, bỏ luôn đi em. Bạn trai, em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Phần bỏ thuốc em sẽ cố gắng. Nếu nếu hai người thực sự mà có tạo được động lực cho nhau, quyết định mà tiến tới về lâu dài á, thì em nghĩ điều đó bỏ chắc cũng không có gì là khó khăn. Em nói là có thể em cuốn gói lên đó luôn mà cũng chưa có động lực. Cũng phải coi chứ, đàn ông cũng đâu có dễ dãi em.
cũng phải nhìn mặt cái coi có nhận cái gói này không chứ. Bạn trai đưa ra chuẩn tìm bạn gái như thế nào, người vợ tương lai của mình như thế nào? Cái tiêu chuẩn tiên quyết đầu tiên là bạn ấy nấu ăn phải ngon. Nấu ăn được không em? Dạ, nếu chịu khó ăn chắc được. Chịu khó ăn thì được nha cưng. Người ta nấu rồi đó mà ăn được hay không tùy em. Dạ. Tiếp em. Cao thì 1m55 trở lên là được. Ngoại hình dễ nhìn, sâu sắc trong tính cách một xíu. Em có điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Em không thích ở người phụ nữ là không có lễ độ với cha mẹ hoặc người lớn. Phụ nữ thì phải có trang điểm. Cái đó là cái quyền làm đẹp ưu tiên của phụ nữ. Nhưng mà em nghĩ là không nên quá lè loẹt, hoặc là cái style nó quá dị thì cũng rất là khó coi. Đơn giản quá. Đưa tôi coi. Rồi, chào ông chủ ha, ông chủ trẻ ha. Bây giờ nếu được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Tụi em cũng không đợi được lâu. Em nghĩ là trong nửa đầu năm sau là hợp lý nhất. Mình có phải làm dâu không em? Em vẫn theo cái lối cũ, có nghĩa là khi gia đình mà ở chung với nhau đồng ý nó sẽ có sự xích mích nhỏ. Nhưng mà cái việc đó nó sẽ làm cho gia đình gần gũi với nhau hơn, hiểu nhau hơn. Gia đình có xảy ra điều gì hay không quan trọng là ở người đàn ông, chứ không phải là ở người phụ nữ hoặc là mẹ chồng. Được. Nhà trai, bạn trai rất là chín chắn, ngoại hình rất là được. Em có thể cuốn gói đi theo. Đàn trai tự cuốn gói xuống thôi. Dạ, ồ, dễ thương quá. Bây giờ nói thì em cảm giác anh ấy là người thế nào? Em nghĩ chắc đôi lúc anh cũng hơi gia trưởng một tí. Có thể. Bởi người đàn ông gọi họ giỏi kinh doanh đó, họ bản lĩnh thì bao giờ cũng có một chút xíu gia trưởng đó. Chút chút thì không sao cả. Dạ. Với lại chắc anh cũng người tình cảm. Rồi, anh thấy ổn đó. Cô gái bên đây cũng rất là dễ thương. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ, em đi với bạn thân và em họ em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là em họ nhưng mà cũng đồng nghĩa với là bạn. Dạ, Tiên thì tính tình vui vẻ hòa đồng. Còn về anh trai này thì em nghĩ cũng hợp, hai người cũng xứng. Hy vọng là cho nhau một cái cơ hội nào đó. Cảm ơn em. Anh đi với ai? Dạ, em đi với hai bạn thân của em. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, cũng như dạ, chào khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Cũng xin nhận xét về các bạn nữ phía bên này. Thì nhìn chung thì bạn cũng rất là dễ thương. Dạ. Và cũng rất là nhanh nhẹn, kiểm soát cũng như là quản lý được cái anh chủ quán bên kia. Thì mong rằng là hai bạn sẽ cố gắng dành cho nhau một cái cơ hội để có một cái hạnh phúc dành cho riêng mình. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn bạn. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt. Có đó hoa tặng em. Có một việc lúc nãy mà anh không kịp nói với em. Dạ. Thì anh cũng cùng quê với em. Anh cũng ở Bình Định đúng không? Ừ, anh sinh ra ở Bình Định. Dạ. Mình cùng quê nên cái phong tục tập quán với nhau anh nghĩ là chắc nó sẽ rất là dễ dàng để mà mình hiểu cho nhau. Còn cái vấn đề mà em có nói là anh, cái tính anh có vẻ hơi gia trưởng. Nhưng mà thực sự thì anh nghĩ là tính anh rất công bằng. Nhưng mà anh có một cái hơi cứng nhắc là đúng là đúng mà sai là sai. Lâu lâu thì mình cũng mềm lòng chút chứ anh. Có chứ. Muốn mềm lòng mới phải cần một bóng hồng cho em. Vậy em đủ chưa? Anh mềm nhũn luôn rồi. Em có sở thích về đọc sách hay là mình đi du lịch bụi gì không ta? Dạ, em thích đọc truyện ngôn tình. Em cũng thích xem nấu ăn nhưng mà đều tại vì chắc là chưa thử nấu thôi. Em yêu con nít, em thích con nít lắm. Dạ. Còn anh thì anh thích em. Hai người này lãng mạn lắm nha. Thật sự thì cái ấn tượng ban đầu của anh về em nó cực kỳ tốt. Nên anh hy vọng em cho anh một cơ hội để được tìm hiểu em. Dạ, nếu mà lên đây rồi thì đương nhiên là phải cho nhau cơ hội với anh. Chưa có cho mày. Chưa có vụ thuốc, chưa gì mà cơ hội. Anh có bỏ thuốc được không ạ? Trước đây ba em cũng hút thuốc nhiều lắm nhưng mà ba em thương em nên ba em bỏ rồi. Anh sẽ cố gắng hết mức có thể. Cái câu cố gắng nó yếu quá. Anh sẽ cố gắng hết mức có thể. Dạ. Nếu trong thời gian mình tìm hiểu
thì anh sẽ thường xuyên xuống, anh sẽ hỏi em cái lịch về lúc thời gian em rảnh để mình có thể hẹn hò một cái buổi nói chuyện cho nó trọn vẹn hơn. Em thì lúc nào cũng rảnh, trừ những lúc đi làm thì em bận thôi. Biết cách ghê luôn ha. Anh thì lúc nào cũng bận, trừ những lúc anh rảnh thôi. Dạ, em không bắt anh là phải tháng nào cũng xuống thăm em, chủ yếu là tình cảm của anh thôi. Tại vì lúc trước em cũng bị đá rồi nên em ôi đá hoài, em sợ lắm. Má anh có giữ không? Có lẽ má anh là một người phụ nữ hiền nhất mà anh từng gặp. Dạ chắc hiền lắm em. Em cũng hiền lắm, từ những lúc em giữ ra thì còn lại em hiền lắm. Anh hát bài tặng của ấy. Hai người này nói chuyện nhau như đang đọc thơ gì. Nó nhẹ nhàng làm sao. À dạ. Anh trai đứng dậy đứng đối diện cô gái, nhìn thẳng và hát bài gì? Mình muốn nói lên cái tình của mình nào? Về cái năng khiếu nghệ thuật của em thì dạng như là nó chọi đá vào nền âm nhạc vậy đó anh. Nhưng mà cũng chọi đá thì cũng bằng em thôi, không hơn được đâu. Anh cứ yên tâm. Anh xin gửi em tới một đoạn ca khúc. Lần đầu tiên thấy em, chỉ muốn đến thật gần nhé. Chờ em thôi, mong niềm vui hiện lên môi xinh. Lần đầu tiên nắm tay, anh không tin nắm tay. À, tới đoạn này em hết hơi rồi. Hơi à? Dạ. Nắm tay xong có hết hơi. Không cho, nó nhũng chị. Bạn nữ đáp lại luôn. Chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu em hay chọn phút giây biệt ly. Dạ thôi. Câu đó cũng ý nghĩa rồi ha. Anh muốn mỗi bạn có 30 giây để nói lên tất cả những suy nghĩ của mình đối với đối phương nãy giờ. Anh gặp phụ nữ thì cái khả năng hoạt ngôn của anh nó không có được tốt. Nãy giờ những cái điều anh muốn nói anh cũng nói hết rồi. Em cảm nhận sao về anh? Dạ, em mới 24 thì em cũng chưa va chạm nhiều, chỉ là bị đá lần đó thôi. Đá nữa. Bây giờ cô này cô rất là sợ bị đá. Bây giờ em á, là va chạm cuộc sống nhiều rồi, tình trường cũng nhiều hơn cổ. Bây giờ em phải nói làm sao cho cô cảm thấy yên tâm. Nếu có một ngày nào đó mà mình cái cuộc tình mình không đến được với nhau thì lỗi là do em, không phải anh. Được chưa? Thấy chị chưa? Chưa hả? Chưa. Dạ. Nói đi, nói tiếp. Thí dụ như trong lúc mà hai đứa mình cãi nhau á thì em không muốn nói là từ chia tay, tại vì nói một lần sẽ có lần thứ hai. Dạ. Em chỉ nói vậy thôi. Từ đó anh chưa ghi vào từ điển. Lần này mà nếu có mà không thành là do em đá ảnh á, chứ ảnh không bao giờ để đá đâu. Để tay nút bấm đi các bạn. Chúng ta để tay mình nút bấm là chúng ta đã đến lúc phải suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ từ trái tim của mình các bạn nhé. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta đã hẹn hò với nhau. Thật ra các bạn phải nhớ những cái gì các bạn đã hứa nha. Nhìn mặt hai người này giống giống nhau ta. Dễ thương mà. Người ta nói là gương mặt giống nhau thê đó. Những chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn ở cụm rạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox đang chờ với những bộ phim rất hay. Gửi tặng các bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Hàn Quốc Skin Azac. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, một sản phẩm dành cho hai bạn, đó là sản phẩm của Kumagon, trợ lý dạ dày, trợ sức thành công. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày hôm nay trên sân khấu bạn muốn hẹn hò và hy vọng rằng đây sẽ là một cái nụ hôn để bắt đầu cho tình yêu của hai bạn. Anh xin phép nhé. Gì xỉu như vậy em? Nắm tay thật chặt và đừng buông tay nhau ra nhé. Đây là một cặp rất đẹp đôi. Em tự tin nấu ăn cũng khá ổn. Em có thể hát, em có thể làm thơ. À, em cảm thấy hay, nhưng mà vậy mà ế thì thấy cũng hơi lạ. Người đàn ông mà khi ra ngoài xã hội mà không biết nhậu á thì rất là nguy hiểm. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Á Mang. Mời bạn nam.
Chào em. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi nha. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả và bạn nữ bên kia. Em tên là Vũ Quang Thành. Em sinh ra và lớn lên tại Lâm Đồng. Và hiện tại em đang làm ở quận 9. Làm nghề gì? Dạ, em kinh doanh điện thoại với lại chuẩn bị mở shop quần áo. Ồ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Và em chào anh bên đó cùng quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Diệu Linh, năm nay em 24 tuổi. Quê em thì hàng xóm với anh đó. Dạ, em ở Đắk Lắk ạ. Dạ, hiện nay thì em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Em là hướng dẫn viên du lịch ạ. Em ở thành phố, em ở chỗ nào, làm việc ở chỗ nào? Dạ, em nhà em ở thì em ở quận 10. Công ty của em thì là ở quận 5. Rồi. Mai mốt em đi chơi quận 9 đó. Dạ, em cũng thường đến quận 9 lắm anh. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em tự tin nấu ăn cũng khá ổn. Em có thể hát, em có thể làm thơ. Em là người phụ nữ của gia đình. Còn nếu ra ngoài xã hội thì là em là một người phụ nữ cá tính mạnh mẽ. Còn cái điểm yếu của em có là hơi khó tính. Khi mà em tủi thân á thì em hay khóc nhè. Trời ơi, mạnh mẽ cá tính mà hay khóc nhè. Dạ, người ta bảo là ra ngoài thì sống cá tính mạnh mẽ, nhưng mà khi về nhà thì em lại là người nội tâm. Rồi, bây giờ bạn trổ tài làm thơ hay bạn hát gì đó một đại cái đi. Để nói đến lý do ế của em hôm nay á thì em cũng xin phép có một bài về. À, để anh hiểu được nỗi khổ của em, lý do vì sao em ế. Rồi. À, gửi tặng cho bạn trai bên kia cũng hiểu tâm trạng. Nghe về mà con gái thiệt là ngang trái tội nghiệp các nàng. Vì nói xấu oan mà không lên tiếng, để phải khổ phiền cho sầu nhan sắc. Học hành xuất sắc luôn đứng nhất nhì, miệng hay mỉm chi nụ cười duyên dáng, làm duyên làm dáng uyển chuyển thước tha, luôn để má ba tự hào với khách. Miệng hay lách chách ở đây không có, chỉ có ăn hàng ta đây chút xíu. Không môn nào yếu chỉ có thể thao, thêm chút lao sao khi ngồi tán chuyện, học hỏi kinh nghiệm để luyện cho đời. Dạ em xin hết ạ. Cái gì mà ế hả? Trời ơi, bạn trai. Dạ. Em cảm thấy sao? Dạ, em cảm thấy hay. Nhưng mà vậy mà ế thì thấy cũng hơi lạ. Em có tài lẻ gì không trai? Dạ, em thì đá banh được. Đá banh là gì? Dạ, em cũng mới vừa thi đá banh sáng nay xong anh. Ờ, gì cô đó cũng biết hết trơn vậy? Thì đội em hiện nay đang thắng 5-1. Chủ nhật tới nếu anh có nhà ấy đi qua tụi em đá chung kết. Trời ơi, gì vậy em? Lần trước thì tụi em mới vừa tham gia cái giải của tổng công ty, thì đội của em được giải nhất. Lần này được tổng công ty cử đi đá giải cấp thành phố. Ghê nha, trời ơi. Em coi chừng đó nha, em đá dữ lắm đó, đá luôn á. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình ạ. Mối tình là dài nhất là mối tình nào? 3 năm. Nhưng mà ngày đấy là mối tình học trò. Rồi mối tình sau học trò? Sau học trò là chia tay cách đây 3 năm. Quen mấy năm? Quen mấy tháng ạ? 6 tháng ạ. Tại sao chia tay? Cũng xa mặt cách lòng một thời gian là cũng im im rồi chia tay luôn ạ. Nói chung cũng chưa có mối tình nào sâu sắc mà có thể đi đến hôn nhân đúng không? Dạ chưa. Rồi, tình trường của bạn nữ thì sao? Dạ, nếu mà nói mối tình chính thức thì em chưa có mối tình nào. Còn để mà mối tình mà gọi là nhắn tin qua lại để tìm hiểu nhau thì đã có một mối tình, nhưng mà chưa kịp nói lời yêu với anh đi lấy vợ rồi. Rồi, vậy bây giờ quyết định phải nhanh lẹ hơn nữa. Dạ đúng rồi. Như mình đã banh mình tấn công vậy đó, vô liền. Em muốn tìm người yêu thế nào, tấn công liền nào? Dạ, không có gia trưởng, không có ghen. Những ngày mà em ở nhà thì em sẽ là một người phụ nữ của gia đình. Thực ra em gốc Huế, em nấu ăn rất là ok. Em sẽ nấu ăn cho anh ăn. Nhưng mà những ngày em đi thì anh phải tự nấu ăn, phải chăm sóc cho con cái những ngày em đi vắng. Em chỉ yêu cầu vậy thôi. Còn em con trai thì em thích biết uống rượu, biết hút thuốc. Người đàn ông mà khi ra ngoài xã hội mà không biết nhậu á thì rất là nguy hiểm. Có gì đâu, không biết uống rượu mà nguy hiểm, nguy hiểm. Tại vì nào? Nhiều khi không biết uống rồi bị bạn ép uống cái say á chị. Cái mất công em phải đi rước về. Lỡ may mà ngày đó em đi tour á, không có ai kêu mất công người ta chở đi mất tiêu. Dạ. Về ngoại hình? Dạ, về ngoại hình thì em không có yêu cầu quá cao. Tại vì trai đẹp là trai của người ta. Em chỉ cần cao hơn em chút xíu. Gương em mặt cao nhiêu? Dạ, em cao 1m61 ạ. Cao hơn rồi đó. Dạ. Dạ, thân hình thì cân đối. Như anh Quyền Linh thì em lại cảm thích. Tại vì người ta bảo con trai mà tròn tròn thì nhìn khuôn mặt phúc hậu. Tại vì em muốn con của em sau này mập, không giống như gầy giống như em. Gầy là tại vì em chưa có người chăm sóc. Anh muốn bồi dưỡng vô. Đúng rồi, hy vọng về anh sẽ làm cho em tăng cân. Em mà tăng cân là anh còn giảm cân nữa đó.
Nãy giờ em gái nói thì em cảm giác mình được bao nhiêu? Chắc là đáp ứng được hết yêu cầu của bạn nữ. Được hết luôn á hả? Dạ. Nhưng mà ví dụ anh mà chỉ biết uống bia, không biết uống rượu đúng không em? Dạ, cái đó không sao anh, không có ép buộc, anh không biết uống thì cũng không sao. Như nhau có gì đâu. Rồi, còn gì nữa không? Em có yêu cầu bạn nữ vợ tương lai của mình là người như thế nào không? Dạ, em chỉ cần bạn nữ đừng có màu mè quá, biết lễ phép với người lớn, đừng nói nhiều quá. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Mắt mũi miệng, tính cách có cái gì không thích không? Thì đừng có chảnh quá. Đừng có chảnh quá. Dạ. Cũng đã banh dữ lắm hả? Dạ. Quần này mượn của anh Quyền Linh phải không? Quần của tôi đó. Quần đẹp nhất của em. À, vậy là đẹp nhất. Anh có quần y như em luôn mà, mấy ống cho anh mặc đó. Đẹp hơn em. Bây giờ nếu như mà được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Dạ, tầm 1 năm đổ lại ạ. Công việc của cổ là cổ rất đam mê, cũng không bỏ. Thì những lúc mà cổ đi như vậy em có thể qua lo con khái quán xuyến trong nhà được không? Tới lúc đó chắc là được rồi chị. Mình đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Thì bây giờ cưới là cứ cưới thôi chứ đâu còn chuẩn bị gì chị. Thì cũng phải có kinh tế, phải là tính trước kế hoạch rồi. Thì công việc của em hiện tại bây giờ là ổn định rồi. Còn cưới là thì về ở thôi. Bố mẹ em ở nhà thì cũng bắt em lấy vợ. Rồi, vậy cũng được ha. Dạ. Mình chỉ hỏi bạn nữ coi sao. Hình như bên kia là một cô gái rất là bản lĩnh em. Dạ. Ha, rất là gọi là hơi nam tính chút xíu đó. Dạ. Anh đoán là như vậy. Chào em gái. Nhưng nãy em yêu cầu là em đi công tác hoài luôn. Chồng của em phải biết tự nấu ăn, phải chăm sóc con cái này kia. Anh nghĩ cái vẻ này giống như đàn ông dặn dò vợ quá nha. Dạ, thực tế em không có đi nhiều như vậy đâu. Dạ. Nếu như mà tính ra cái mùa cao điểm thì có thể là tụi em xoay đầu 10-20 ngày trong một tháng. Nhưng mà vào những cái tháng như này thì em đi khoảng một tháng em đi khoảng 2-3 lần thôi. À, em yêu cầu người đàn ông hóa ghen bởi vì em đi dạ, hoài. Đúng rồi. Cái bổn phận người phụ nữ là chăm sóc con cái, gia đình mà đi hoài như thế rồi anh nghĩ rằng nó sẽ cái tình cảm nó nhạt nhòa rồi cái người chồng họ cũng rất là khó chịu. Dạ. Cái khoảng đó thì em là một người rất là lãng mạn, biết cách chiều bạn trai. À. Dạ. Rất chín chắn, biết chưa. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có, hôm nay em đi với hai chị bạn. Dạ, thân chào anh Quyền Linh, thân chào bạn Cát Tường. Thì nói về Linh thì Linh là một người rất là có cái trách nhiệm với gia đình. Ngay cả về công việc cũng vậy. Mình có một cái muốn hỏi bạn trai ở khía cạnh là Linh hay đi, ví dụ như là thứ bảy, chủ nhật hoặc là những dịp lễ đó thì Linh hay đi tour thì không có thời gian mà dành cho bạn trai, thì với bạn thì bạn sẽ nghĩ như thế nào? Em vậy thì cũng bình thường thôi. Công việc thì biết thông cảm cho nhau thôi. Thì những ngày mà Linh đi vắng á, thì về vấn đề cơm nước hoặc là có con á, thì bạn chăm sóc cho con được không? Dạ, đến lúc đó chắc là được chứ ạ. Nhưng mà em sẽ cố gắng để làm những công việc đó. Thì cái duyên nó đã có rồi đó. Cái quan trọng là bây giờ các bạn là nắm bắt cái cơ hội đó và tạo cho mình một cái nợ, đó là do quyền quyết định của hai bạn. Thì mình chỉ có một ý nhỏ vậy thôi. Bạn đi với ai? À, em đi với chị gái ạ. Chị gái này ngồi giờ ngồi cười suốt nha. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em là tên Thảo, chị gái của Thành ạ. Chị thấy bạn nữ ở bên này thì cũng rất là dễ thương, vui vẻ và chị thấy rất là đảm đang. Hai em thì đều có một điểm giống nhau là thích ham mê đá banh, nên chị nghĩ là có thể chia sẻ với nhau về đá banh nhiều hơn. Và mong hai em cũng cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau để tiến tới xa hơn nữa. Trời ơi, chị gì dễ vậy, chị không lo chia sẻ công việc mà chị chia sẻ đá banh. Rồi, cảm ơn chị. Thôi hai giờ em kéo màn đi, hai em nói chuyện đá banh với nhau đi. Rồi, kéo màn lên. Thành làm thủ môn cũng được. Rồi, tự tấn công luôn đi em. Em có hay đá banh không? Dạ, thực ra thì cũng ít khi đá lắm anh. Dạ, nhưng mà do năm nay thì công ty em vừa mới tổ chức cái sinh nhật ấy, hội thao của tổng công ty, nên tham gia cái giải đó thì vô tình được chuyển nhất thôi. Rồi em có thích đi phượt bằng xe máy không? Dạ có, đó là cái đam mê của em. Dạ. Anh không thích mấy. Trời ơi, vậy cũng hỏi nữa, thích gì hả? Hỏi chi vậy ông? Anh có cảm nhận gì về em ạ? Thì em là người mạnh mẽ, thì nói chuyện rất là tốt, rất là lưu loát. Còn anh thì anh lại hoàn toàn khác, đối ngược lại. Dạ, em sẽ bù đắp cho anh. Nếu như mà có cơ hội thì mời anh về đến Buôn Mê Thuột uống cà phê. Dạ. Nhất định rồi. Em sẽ là người pha cà phê cho anh uống. Hay quá. Chúng ta hẹn hò như thế nào?
theo em nghĩ anh làm công việc kinh doanh, cái thời gian của anh sẽ chủ động, em thường rảnh vào ngày đầu tuần, như vậy rất là thích hợp. Mình thích thì mình đóng cửa mình đi chơi thôi. Ra hát tặng bạn nữ một bài đi. Vừa hát em vừa mở món quà mà em tặng cho cô gái ra. Nào, chuẩn bị. Bắt đầu. Định mệnh của anh là để yêu em, để một đời được thấy em cười. Định mệnh của anh là để bên em, để một ngày chở che ngày đêm. Định mệnh chỉ cần phía trước bước bên em, dẫu địa ngục anh vẫn bước tới. Rồi em quên mất rồi. Em cảm ơn anh. Nếu anh đếm được những vì sao thì em yêu anh đến bậc nào, tinh tú trên trời sao đếm được, tình yêu càng với lại càng cao. Quà là gì vậy em gái? Dạ, đây là một cánh hoa hồng vàng. Hoa hồng vàng và một con gấu. Ý nghĩa thế nào vậy em? Sao em thấy đẹp thì em mua thôi, em tặng thôi. Cánh hoa hồng được rồi, sao bỏ con gấu vô làm chi nữa? Cho nó đẹp thôi. Tại vì đặt cái này nó đi cả bộ này nên phải lấy như vậy. Ok, các bạn ngồi vào ghế đi. Bây giờ chúng ta có 30 giây để nhắm mắt lại, cảm nhận xem tim mình có rung động hay chưa các bạn nha. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời bạn. Sao chàng trai lại không bấm? Dạ, em nghĩ là nếu mà để đi quá xa thì em nghĩ là cảm thấy là khó, không đến được. Tức là cảm giác trái tim mình chưa rung động. Đúng rồi. Tại vì khi em đi tìm bạn trai mà trước tiên em cứ nói là người ta phải ở nhà lo cho con, cho cái, để em đi làm thì nó hơi gọi là nó không có nghe, nó không có được thuận lắm. Có lẽ vì điều đó mà anh ấy đã không bấm nút nha. Em gái rất là dễ thương mà, rất là giỏi đấy. Em giống như chị Cát Tường, chị Trang vậy đó. Rồi dù sao thì vẫn rất là tôn trọng quyết định của hai bạn. Và thay mặt cho chương trình gửi tặng hai bạn một phần quà, đó là mỹ phẩm cao cấp thương hiệu Skin AZ nhập khẩu từ Hàn Quốc. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình trong cuộc sống. Rồi. Và đây là phần quà dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Một phần quà dành cho hai bạn nữa, đó là phần quà đến từ Comagol, trợ lý dạ dày trợ sức thành công. Rồi, chúc các bạn sớm tìm cho mình một nửa yêu thương nha. Cảm ơn hai bạn. Tới rồi, bên trái. Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra nè. Rồi, xin. Được chưa? Rồi, được luôn. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về bản thân đi, mời em trai. Xin chào mọi người, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Cảnh, năm nay 33 tuổi. Em quê Thanh Hóa và em hiện tại đang sống làm việc tại Đồng Nai. Em làm công việc gì Cảnh? Em làm nhân viên kỹ thuật. Em vào lâu trong này lâu chưa? Em vào học trong này và làm việc tới bây giờ khoảng 13 năm rồi. 13 năm rồi. Ồ, vậy hiện tại mình đang ở với ai nè? Hiện tại bây giờ em đang sống một mình. Sau này định lập nghiệp ở đây luôn hay đi về quê? Định hướng của em là lập nghiệp trong này. Rồi, mời bạn gái. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người và bạn nam bên kia. Em tên là Trịnh Thị Hiền, hiện tại em 33 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu. Hiện tại em là giáo viên tin học trường cấp 2 ạ. Vậy là mình sống ở Vũng Tàu luôn? Dạ vâng ạ. Có ngày nào xuống Vũng Tàu chơi chưa, tắm biển? Dự kiến là cuối tuần này em sẽ du lịch Vũng Tàu ấy chị. Trời ơi, bây giờ em có ngại quen bạn gái ở hơi xa chút xíu không? Bây giờ thì cái khoảng cách nó không còn là ý nghĩa nữa. Quan trọng là cái người đó có phù hợp với mình hay không thôi. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em trong công việc là gì? Điểm mạnh của em là nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc, biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em thì thứ nhất là em không hoạt ngôn. Thứ hai là em rất là sạch sẽ. Khi mà em làm bất cứ một cái việc gì á thì em cũng phải rửa tay, em phải rửa bằng nước rửa tay cơ. Ủa, cái đó mà là khuyết điểm hả? Cái đó là ưu điểm chứ. Em không, em cảm thấy đó là khuyết điểm của mình ạ. Là mình bị sạch quá. Dạ đúng rồi ạ. Mình sạch quá thôi mà mình có bắt đối phương phải sạch theo hay bắt những người xung quanh phải sạch theo mình không? Nếu mà mọi người xung quanh em mà sạch theo em được thì tốt, còn không thì cũng không sao ạ. Kỹ vậy thì em có hay đi ăn ở ngoài không? Dạ em cũng có đi ăn ở ngoài nhưng mà cũng không thường xuyên ạ. Rồi, em thì sao nè? Điểm mạnh của em thì là hòa đồng, dễ tiếp thu trong việc, chịu được áp lực cao trong việc. Còn điểm yếu của em là
dễ tin người. Có mất mát tiêu hao gì chưa? Có, cũng mất mát cũng tiêu hao. À vậy hả? Có tiền dư cho chị mượn nhé. Gì mới nghe mượn tiền cái tự nhiên giống như hết muốn nói chuyện luôn. Không rồi. Tại vì không có tiền nên chị hỏi câu đó nó hơi khó nên. Ủa vậy nếu em có tiền anh cho chị mượn sao? À, còn tùy vào khả năng rồi chị. Ờ đó. Ví dụ chị mượn vài ba ngàn thì sẵn sàng em cho mượn, chứ mượn vài chục ngàn thì cao. Vài ba ngàn, vài ba ngàn đô chứ vài ba ngàn đồng chị mượn chi? À. Em tình trường của mình thì mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thì em trải qua hai mối tình, mà một mối tình chia tay cách đây cũng được 4 năm. Ờ tại sao chia tay? À, khi đó thì em học năm đầu của đại học, em học ở Đồng Nai. Còn bạn đó thì ở quê, một năm về thì chỉ gặp nhau được vài ngày Tết thôi. Thì em nhớ có một kỷ niệm là một năm đó, khi năm đó em về thì cô ấy có tặng em ba cuốn nhật ký. Ý thì trong ba cuốn nhật ký đấy thì có ghi lại những cái kỷ niệm, những cái ngày tháng mà những cái nỗi nhớ nhung của cô ấy dành cho em. Thì khi đọc thì cảm giác rất là cảm động. Thì cái khoảng cách xa quá nên là cái thời gian liên lạc nó ít dần và đến bây giờ thì không liên lạc nữa. Cuốn nhật ký đó là hiện giờ cổ giữ hay em giữ? Những cuốn nhật ký đấy em giữ. À là cổ gửi, cổ tặng em luôn. Dạ đúng rồi. Bây giờ còn cất không? Em còn cất nhưng mà hiện tại em không mang đi thôi đây. Giả tỷ bây giờ em lấy một người vợ, em yêu người vợ đó lắm, hai chồng lấy nhau. Nhưng mà cô đó cũng không, cô cứ mỗi lần nghĩ tới mấy cuốn nhật ký của em làm gia đình bất hòa. Cổ muốn em là phải thủ tiêu mấy cuốn nhật ký đó đi thì em xử lý như thế nào? Nếu như mà trong hôn nhân thì mình luôn luôn phải tôn trọng đối phương. Nếu bạn nữ muốn em tôn trọng bạn nữ thì bạn nữ phải tôn trọng những cái quyền riêng tư của em. Thì em sẽ không làm điều gì đó để mà có lỗi với cái đối phương của mình. Thì mình có những kỷ niệm mà trong cuộc đời này thì nó chỉ là bây giờ nó chỉ còn là kỷ niệm thôi. Mình phải bắt chước chị. Biết không, thơ tình của chị giấu hết. Giấu đâu biết không, giấu đâu giờ chị quên luôn rồi. Dạ. Hồi xưa chị nhớ chị đục tường. Chị đục tường xong chị nhét vô chổng. Xong cái chị lấy phấn chị trám lại. Bây giờ chị quên tường nó nằm ở đâu luôn rồi. Có phải vì lý do đó mà chị có tên Cát Tường không? Ờ à, cũng có thể vậy. Với lại thật ra nó đùa thôi, là những cái đó chị sẽ gửi ở nhà của ba mẹ riêng của chị, chứ chị không cất trong nhà của mình. Tại vì mình cũng phải tôn trọng cái người hiện tại, mình tôn trọng cái quá khứ của mình. Mình cất vào một chỗ riêng, và riêng thì đừng có để người ta thấy. Dạ. À, thấy là ai cũng ứa gan hết trơn em. Nếu mà chị thấy thì chị cũng xé luôn, chứ khỏi cần bạn kia đồng ý hay không đồng ý, kệ. Tại vì hiện tại mình phải sống cho hiện tại và tương lai. Quá khứ cất lại gói ghém kỹ, đúng không em? Dạ đúng rồi. Em về gửi ba mẹ đi. Nay lâu lâu mình về nhà thăm ba mẹ, sẵn mình thăm mấy cuốn nhật ký luôn, cổ đâu biết. Dạ. Được không? Giờ đó thì em sẽ học hỏi chị. Đúng rồi, học hỏi chị. Ủa chị chỉ vậy được không em? Dạ, em thì em không muốn những cái cuốn nhật ký đó còn nữa. Là em muốn trả lại cho người cũ. Giờ tao đâu có gặp cái cô cũ đó đâu mà trả. Ví dụ giờ em là vợ ảnh đi. Đó, giờ em xử trí mấy cuốn nhật ký đó là sao? Dạ là em muốn là thủ tiêu luôn. Không còn nhớ gì những kỷ niệm cũ nữa. Thủ tiêu là xé nó luôn, đốt nó luôn. Không, đó là tùy anh á. Anh muốn làm cách nào của anh á, thấy nhẹ nhàng thì anh làm. Vậy là cách của chị là đem về giấu nhà ba mẹ anh là đúng không? Không, nhưng mà anh phải thủ tiêu đi ạ. Thủ tiêu có nghĩa là mãi mãi đừng để cho anh thấy ba cuốn đó. Dạ, và sẽ không bao giờ nhắc tới nữa. Nghe rõ chưa? Mà chị dám cá với em luôn. Phụ nữ nào cũng như vậy, chị không nói xấu phụ nữ mà chị dám cá 100% với em luôn. Còn những cô nào mà nói với em là em tôn trọng anh, kể ra chuyện đi là xạo, hoặc là những cô đó lòng tự trọng cao, không dám nói rõ sự thật. Thề luôn, cô gái nào mà dám nói tôi nói sai, cô gái đó hãy tự coi lại, không dám nhìn thẳng vấn đề. Thủ tiêu đi nhé. Rồi, được cho em? Dạ được ạ. Rồi, tới phiên em, tình trường sao nè? Dạ, em đã trải qua chính thức là một mối tình ạ. Dạ, cách đây một năm ạ. Để chị hít thở chút, mỗi lần chị nói chuyện người ta chị ghen thôi mà chị cũng mệt. Chuyện người ta các tường ơi, phải chuyện mình. Tôi tưởng tượng ba cuốn nhật ký đang hiện nguyên trong vòng tôi xé bỏ. Dạ. Lý do tại sao chia tay? Dạ, lý do chia tay là thứ nhất là anh đó gia trưởng, thứ hai là độc đoán, ít quan tâm đến bạn gái, và đôi khi là còn là keo kiệt nữa. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai, một người chồng trong tương lai mình là người như thế nào? Thứ nhất là về ngoại hình thì cao 1m62 hoặc là cao hơn thì càng tốt. Về tính cách thì là kiên nhẫn, chịu khó, vui vẻ và chân thành, chưa lập gia đình và không theo đạo. Khoan, để cái vế chưa lập gia đình đúng không? Dạ đúng. À, có nghĩa là em cũng không có chịu người đã đổ vỡ rồi là em cũng không đồng ý luôn đúng không? Dạ vâng ạ. Lý do tại sao? Dạ, trước đây là họ đã có một cái mối quan hệ là không hạnh phúc hoặc là không bền vững chẳng hạn. Thì bây giờ khi mà họ đi xây đắp thì mối quan hệ mới thì họ sẽ có một cái gì đó lấn cấn ở mối quan hệ trước hay là một gì đó, nên là em không thích ạ. Cho nên là ba cuốn nhật ký vẫn triệt tiêu nha em nha. Dạ. Rồi, tiếp tục. Em có đạo không? Em không có đạo chị. Rồi, được ha. Hai cái đó ổn rồi ha. Dạ. Còn em, muốn tìm một mẫu người bạn gái, một người vợ tương lai như thế nào? Nửa truyền thống, còn nửa hiện đại.
cái truyền thống ở đây á là bạn gái mà biết chăm lo cho gia đình, đối nhân xử thế. Còn cái hiện đại á là phải luôn luôn biết làm đẹp cho bản thân, cho mọi người xung quanh. Tức là luôn luôn biết đổi mới mình á. Tới là vẫn được, về ngoại hình em muốn sao? Thì em cao 1m67. Thì em muốn một người phụ nữ thấp hơn anh em một xíu. Số phận đã cho cái nào thì xài đó. Số phận cho gì? Bị đáp cái gì? Số phận cho cái nào xài cái nấy. Môi trường làm việc của em có nữ không? Môi trường làm việc của em là rất là nhiều nữ. Duyên số nó chưa tới chị. Nhiều là bao nhiêu? Ủa em làm gì, sản xuất kỹ thuật gì mà liên quan gì tới nữ? À, tại vì công ty của em là trong em là làm bên bộ phận kỹ thuật, 95% là nữ. Công ty em nhiêu người? Khoảng 5-6 ngàn người. Trời đất ơi, có nghĩa là 3-4 ngàn nữ. Dạ. Mà không có nhìn được, không có tia được em nào hết trơn. Hay là anh khó tính quá? Hay là thích con trai? Hay là thích con trai? Hay là thích con trai? Không chị, 100% là thích gái chị. Mà lại sao 3-4 ngàn phụ nữ mà không có lựa được ai? Đôi khi cũng lựa nhưng tại người ta không lựa mình. Anh bèo quá vậy anh? Hay là mình không có tấn công, không có tập trung đúng mức? Có thể là đó là lý do mà hôm nay em gặp bạn nữ đang ngồi đối diện em đó chị. Phải đầu tư, sức người, sức của, thời gian, công sức mới có được thành công. An cư mới lập nghiệp. Muốn lấy vợ mà không có nhà, có cửa, không lẽ lấy vợ về bắt nhờ ở nhà trọ? Cái lý do mà em tới bây giờ em cũng mới lấy vợ muộn là tại vì trong em luôn luôn lúc nào có suy nghĩ là mình phải an cư, lập nghiệp, công việc ổn định, kinh tế vững chắc. Thì mình khi đó mình tiến tới hôn nhân, mình gặp gia đình thì mình sẽ không làm khổ cái người bạn của mình. Thì em cũng có dự định rồi, là đất đai thì em cũng có sẵn rồi. Có sẵn rồi đúng không? Dạ có sẵn rồi. Tiền xây nhà có chưa? Dạ tiền xây nhà thì đợi bên nhà vợ cho được bao nhiêu, xây nhà to nhỏ. Thôi kệ, dù sao nó cũng có vốn sẵn rồi. Được, lo sự nghiệp trước, ổn định, báo hiếu trước. Những người đàn ông như vậy em phải trân trọng. Chị nói chuyện vui vui vậy thôi nhưng mà chị để ý kỹ lắm. Đâu đâu em có hình ảnh gì không cho chị coi? Em có. Rồi hình nhịp 1m67, kiếm thử coi anh đó là anh nào. Em cao mét mấy cưng? Dạ em cao 1m62 ạ. Trời ơi cao lắm à nha, cao 1m62 nha. Ai? Có khả năng là cô này. Khà khà khà. Căng quá nhờ. Căng lắm đâu có dễ cưng. Cô nào, ủa anh nào? Dạ em đoán là anh này. Tại sao đoán anh đó? Qua cách nói chuyện thì giống như là em có cái linh cảm như vậy đó chị. Linh cảm hả? Tưởng linh cảm là đúng hả? Để cho đi từ từ coi. Cô nào? Cô này. Sao đón cô đó? Tại vì cái cách nói chuyện của bạn rất là nhẹ nhàng. Hay quá ha, nói y như là đúng rồi vậy đó. Xin mời hai bạn nhìn về phía trái tim để xem cái linh cảm của mình hôm nay như thế nào nha. Nếu đúng các bạn đã là thầy bói rồi, rất tiếc không phải. Rồi. So lại cái hình đi ạ. Đâu ạ? Em đây đúng không em? Sai bét. Dạ không phải anh ạ. Sai có sai à? Dạ. Sai bét. Nhìn ở ngoài rồi mà còn sai là bị phạt. Không, lúc này là em chỉ người này. Nhưng mà bây giờ nhìn ở ngoài rồi mày còn chỉ vô người sai nữa là sai bét nữa là bị phạt. À rồi. Đâu? Chỉ sai cái nữa quýnh liền luôn nè. Đâu? Hình này. Chị bạo lực quá phải không em? Đâu, cô ấy đâu, chỉ đi, bị phạt chơi nè. Nhẹ nhàng hít đất 20 cái cưng. Đất 20 cái cưng. Này. Rồi sai bét, bước ra hết đất liền nhìn tới chế luôn. Ảnh đâu? Dạ ảnh đây ạ. Vẫn đây luôn hả? Ủa phải ảnh không? Mà dạ sai chị là chị sai, ảnh đúng rồi. À vậy hả? Em đây đúng không em? Đúng hết đó chị. Vậy mà nãy giờ chị tưởng đây không à? À vậy hả? Rồi chị bớt em 10 cái, hít đất 10 cái thôi. Tại chị sai. Vậy hít đất luôn hả? Hít đất 10 cái cưng. Nhanh sao tiến ăn cơm được chị? Trời ơi đứng lên, lẹ lên, mất thời gian quá. Rồi đây nè, đây nè, ừ thôi nằm dài đó cũng được. Cười hả? 1, 2, ê ăn gian quá. 3, 4, 5, trời ơi, 6, 7, 8, 9, 10. Ủa tưởng nữa chứ. Ăn cơm nổi không cưng? Chắc ăn được đó chị, cố gắng ăn được. Tặng qua, tặng qua. Anh tặng em. Mong em làm mãi luôn xinh đẹp như những bông hoa này. Dạ em cảm ơn anh, dạ em cũng có món quà tặng anh ạ. Trời ơi, bé dạ, này cao dữ trời. Cảm ơn anh. Trời ơi, bé này nó cao quá. Ê nó nghe nè, mình đứng lên mình đo thử cái coi cho vui nè. Đi 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 đi. Cao hơn rồi, đau đau vén vén cái quần lên coi coi mang đôi giày ba lớn. Bà ác ghê luôn, bà cao 1m62, bà quất đôi giày thêm 7 phân nữa, tội nghiệp nhỏ. Rồi về hồi nãy cưng nói một câu là cao thấp gì trời cho thì ráng ha em ha. Dạ. Ok, bắt ghế lên cũng được cưng. Cần mua giày độn không chị, để chị nhờ mấy bạn ca sĩ nam mua cho cưng đôi giày độn. Không đến nổi đâu chị ơi, không nổi, phải tự tin lên. Đúng rồi, phải tự tin lên, ghế lên chứ. Đúng rồi. Chị chịu em rồi đó. Mở cái quà gì cưng? Anh mở nha.
Dạ vâng ạ. Nữa sao cái cuốn sách này nhiều người tặng nhau quá vậy ta? Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Ủa, đời đang sống không vui hay sao ai cũng đòi thay đổi vậy? Một câu nói rất là hay, em cũng rất là thích câu nói này. Thích luôn hả? Dạ đúng rồi. Sao chị chẳng thấy gì thích hết trơn á? Như thế tôi không đang vui mà tự nhiên ai cũng biểu tôi thay đổi chi vậy? Tại sao em tặng cuốn sách này cho ảnh, có ý nghĩa gì? Có thông điệp gì muốn gửi gắm không? Em muốn gửi tới anh thông điệp là chúng ta hãy đơn giản hóa cuộc sống, vị tha và làm cho người khác hạnh phúc ạ. Ấn tượng đầu tiên khi cánh cửa này mở ra của em là gì? Nhìn bạn gái thì rất là dễ thương, mọi người thì rất là hiền, dịu dàng. Có nửa truyền thống, nửa hiện đại gì không? Mọi người truyền thống. Chết trời, thiếu chút hiện đại có sao không? Không sao chị, chờ cho cái nào mình... Nửa sao em ba phải quá ha. Còn em, khi cánh cửa này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em là gì? Dạ, hiện tại thì em chưa có cảm xúc gì. Vì khi mà em đã gặp và biết một người em phải gặp vài lần thì lúc đó em mới có cảm xúc hoặc là nhận xét về họ. Em là thuộc dạng là từ từ cảm nhận đúng không? Dạ vâng. Có nhiều người là ta chơi cứ màn cú sát ái tình, thấy là yes or no liền. Và bây giờ đến phần ăn trưa. Dạ, em vẫn có sức, mới hộp có 10 cái vẫn ăn được đúng không em? Ăn tốt đó chị, ăn tốt. Mời hai em thưởng thức một món ăn. Trời ơi, nhìn nó đẹp quá, ai nỡ ăn trời. Đây là món bò rất đặc biệt, rất nổi tiếng mà mắc tiền lắm đó nha. Bò Wagyu. Món bò này thì em mới cái lần đầu tiên em Nhật Bản thì em có nghe món bò đó là bò Kobe. Còn cái này là bò Wagyu. Cũng hai em hãy trải nghiệm, hãy ăn thử nha. Vừa ăn vừa tâm sự, ít phút sau chị Tường sẽ quay lại nha. Em mời anh. Em là con thứ mấy trong gia đình? Dạ, em là con thứ hai ạ. Con thứ hai, gia đình nhiều đông anh em không em? Dạ, gia đình em có ba chị em ạ. Con trai hay gái đâu? Dạ, nhà em có ba chị em gái ạ. Dạ, em mời anh ạ. Mời em. Em vắt chanh vào, ăn dễ ăn hơn. Em thích ăn chua không? Dạ không ạ. Một tuần như vậy thì em dạy 3 buổi. Dạ, em dạy cả tuần ạ. Dạ, vậy anh có sở thích gì ạ? Anh nhìn sở thích thì du lịch, thể thao. Thế du lịch thì anh thích đi du lịch trong nước hay là ngoài nước ạ? Hiện tại thì về kinh tế của mình thì chỉ có đủ khả năng để mình du lịch trong nước thôi. Và trong những tỉnh thành ở Việt Nam thì anh đã đi rất là nhiều. Dạ, em thì em thích cũng thích đi du lịch, rồi là nấu ăn, rồi đi bộ. Anh có hút thuốc không ạ? Không, anh không hút thuốc. Dạ. Ủa, bò ngon không? Sao không ăn vậy? Dạ ngon nhưng mà em cảm thấy là nó đỏ đỏ nên là em... Nó vậy đó chứ thật ra nó chín hết rồi, nó rất là ngon luôn. Bây giờ chị cho các bạn chơi một trò chơi nữa nhỏ nhỏ cho vui. Mỗi bạn hãy bóc một lá thăm của chương trình, đọc lớn yêu cầu trong này lên. Rồi, đọc lớn lên đi em. Vâng, em sẽ đọc lớn. Theo bạn, trình độ học vấn có quan trọng hay không? Vì sao? Em bóc luôn đi rồi, để tôi coi ai trả lời câu đó. Dạ, hai bạn thử nhìn nhau không chớp mắt trong 30 giây. Người thua sẽ nhận hình phạt từ người còn lại. Mình chơi trò chơi này trước đi. Rồi. Vui hơn nè, hai bạn nhìn nhau trong 30 giây, ai chớp mắt trước chịu hình phạt. 1, 2, 3, bắt đầu. Cô chớp rồi, cô chớp lia lịa luôn á, chưa chơi tôi thấy cô chớp lia lịa rồi. Phạt cổ đi em. Em phải làm một cái hành động mà đáng yêu nhất. Làm đi em. Có đáng yêu không em? Đáng yêu chị. Trời ơi, đáng yêu rồi đó hả? Em dễ dãi quá. Vậy em đang yêu rồi đúng không? Rồi, theo em thì trình độ học vấn có quan trọng không? Cái học vấn cũng là rất là quan trọng. Vì cái học vấn đó nó dạy cho chúng ta là một con người trưởng thành hơn và một con người có trách nhiệm hơn trong cuộc sống. Đấy. Trong tình yêu thì khi mình yêu là mình yêu cái tính cách của người đó. Còn cái học vấn đã là quá khứ rồi. Bây giờ thì mình muốn thay đổi thì nó cũng không còn thời gian để mình thay đổi nữa. Cái gì mà học vấn mà là quá khứ? Thì bây giờ thí dụ như tình yêu rồi mới là quá khứ chứ học vấn sau quá khứ. Mình muốn chọn một cái người nào đó mà thí dụ như là học cao đại học, học cao học gì đó. Thì nhưng mà cái người đó bây giờ là đến tầm đó tuổi rồi. Mà không chưa học đến tầm đó thì mình cũng không thể đòi hỏi được nữa. Người ta nói học học nữa học mãi. Nếu em thích học thì bao giờ vẫn học được. Chị hiện tại đang có bạn học cao học. Học thấp là học thấp, học cao là cao học, học không cao là học thấp. Bây giờ tóm lại em thích học thấp hay học cao? Tóm lại là em thích một người là có văn hóa, biết đối nhân xử thế. Rồi bây giờ mình đến màn giao lưu người thân. Hôm nay em đi với ai? Vậy em đi với anh của em. Em hôm nay đi với ai? Em đi với chị đồng nghiệp ạ. Chị đồng nghiệp, mời đồng nghiệp vào. Rồi chào hai bạn. Trước tiên em giới thiệu trước đi nè. Cảm nhận của em cảm giác là cô gái này như thế nào nè? Thứ nhất thấy ngoan mà ngoan mà chị ngoan. Nói rõ rõ chị tưởng em nói ngon. Dạ. Ngoan.
Theo như em thì em khuyên bạn trai em là nên bấm nút hay không bấm nút? Nên bấm nút. Rủi nhưng mà bạn ấy không chịu bấm nút thì em tính sao? Không bấm thì em bấm cho. Dạ, chào chị. Hôm nay mình thấy cặp đôi này như thế nào ạ? Xin chào chị Cát Tường. Thì nhờ mình là quan sát để cho những cái lời khuyên em ấy. Dạ. Thì cái cảm nhận đầu tiên của chị về cái anh chàng này á là chững chạc. Quan điểm thì nó chưa có rõ ràng lắm nhưng mà nó chững chạc. Em mong ước là một người phụ nữ vừa hiện đại vừa truyền thống. Dạ. Thì em đang thấy một cô Hiền rất là truyền thống nhưng em chưa thấy cái bề mặt hiện đại của cô ấy đâu. Và chị là người xác nhận cho cô ấy là trước mắt em là một cô gái không phải ngoan mà ngon mà xịn nữa. Thì chị khuyên em nên cho mình một cơ hội, bấm nút. Rồi, cảm ơn chị. Bấm nút vì sự lựa chọn của mình, bấm nút vì sự rung động của mình chứ không phải vì sự lịch sự. Đồng ý hiểu không? Dạ em hiểu chị. Rồi nhá, bây giờ là đến giờ phút đưa ra quyết định của hai bạn. Đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại đi hai bạn. Hãy cảm nhận lắng động lại. Đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi cho chị hỏi em gái sao em không bấm nút. Dạ thật sự là từ khi cái nhìn đầu tiên của em thì em cũng chưa có cảm xúc. Và sau một quá trình nói chuyện thì em cũng chưa có cảm xúc. Nên là em không bấm. Em cần cái thời gian chậm từ từ mới cảm nhận được đúng không? Dạ. Cô gái không bấm nút thì em có suy nghĩ gì không? Thì nói chung là cái gì nó cũng một cái lý trí của người đó. Thì còn cái chuyện bấm hay không thì đấy là do cái thể phân. Em chưa tạo được cái cảm giác, cái niềm tin đối với bạn. Thật ra chị cũng buồn, chị cũng tiếc lắm luôn. Bây giờ Tường cũng hy vọng rằng là các bạn sẽ sớm tìm nửa một nửa sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé. Thay mặt cả chương trình gửi tặng em một món quà là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Và cũng cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành và theo dõi chương trình. 1. Hết thời gian. Bấm. Hai bên đây đi về với nhau nè. Ừ. Vậy là chúng ta cũng có được một cặp đôi. Chúng ta không? Thôi em ra rồi. Em nghiêng về phía anh Thăng là khi em nghe được cái câu chuyện của anh. Với lại em suy nghĩ là cái người này họ đã trải qua cái sự đau khổ. Em cũng vừa vượt qua được cái đau khổ của em. Thì em nghĩ là cái người này sẽ được đồng điệu được với em hơn. Dù sao thì chúng ta cũng thành công được 50%. Dạ. Chắc là tầm 1 tháng là anh lên đánh thăm em. Tụi em cũng tiến triển từ từ, sau đó em đi lên gặp. Cái rồi thấy Hiền ra đón em lúc mà em vừa bước xuống xe nữa. Trời ơi, cảm giác nó cũng hạnh phúc lắm chị. Em ơi, cái thời gian mình gặp nhau á, anh lúc nào cũng trân trọng cái cả từ cái lúc đầu anh và em gặp nhau đến khi anh đi lên Đà Lạt đến bây giờ, mọi khoảnh khắc anh đều rất là giữ ở trong này nè. Anh lúc nào cũng luôn yêu em, anh mong em hãy cố gắng vượt qua cái thời gian khó khăn này, đừng có hờn giận vu vơ anh nữa nha. Anh yêu em nhiều. Thì quý vị khán giả, Tường sẽ trò chuyện với một cặp đôi này rất đặc biệt, là cái hôm đó Tường mai mối là cặp đôi này đã bấm chéo nhau nha quý vị nha. Đó là bạn Thăng và bạn Thảo. Em xin chào hai MC, em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường và tất cả mọi người đang ở trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin chào hai chàng trai bên kia luôn ạ. Em tên là Châu Ngọc Thảo, 29 tuổi, hiện tại là đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là kinh doanh dịch vụ giặt sấy, giặt hấp. Chào toàn bộ quý vị khán giả. Em là Thăng, năm nay 31 tuổi. Hiện tại em đang làm trợ lý tổng giám đốc cho tổng giám đốc hệ thống lỗ gạo bảo hiểm 109. Em đến từ đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Thanh Hóa em vào đây lâu chưa? Em mới vào hơn 2 năm. Hơn 2 năm thôi. Dạ. Hôm nay mình đến tham gia chương trình với ai? Em đến với dì của em ạ. À, dì là ở trong Nam hả? Dạ, dạ, chào dì. Vâng ạ. Dạ. Cho Tường hỏi cảm xúc hai chàng trai chút xíu. Dạ. Hôm nay tinh thần mình đến là mua một tặng một, cảm xúc mấy bạn thấy sao? Thấy vui lắm chị, hớn hở. Vui hả? Dạ. Hớn hở lắm hả? Dạ. Đang mở như mở cờ trong bụng hả? Mở cờ trong bụng. Còn em?
Em thì tại vì các em làm cái này cũng hay, có chương trình, những chương trình như vậy á, nên mà thấy rất ok và hào hứng. Ủa cái gì, ta đang hỏi cái vụ mua một tặng một mà. Thì mua một tặng một, các em bán cái này cũng có những lần có chương trình mua một tặng một, chị khách hàng cũng rất chi là vui. Và em bây giờ đang trong cái tâm thế như vậy. Thôi, trước mắt là cảm thấy ổn. Rất dứt khoát, rất đàn ông hả chị ha. Bên này hai chàng trai đều biết hai cô gái bệnh có con luôn rồi. Mày nhìn giới thiệu ngắn vô, vô thẳng luôn cái tình trường cho chị đi. Thảo đang ngồi ghế đỏ phải không em? Dạ đúng rồi ạ. Rồi Thảo tình trường đi cưng. Em vừa chia tay với người chồng trước của em được hơn một năm rồi ạ. Hơn một năm. Dạ. Nói chung là hết yêu là lý do là không hợp nhau thôi. Cái cuộc hôn nhân nó kéo dài bao lâu em? Dạ, cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 3 năm hơn chị. 3 năm hơn. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bóng, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Biết là cái nỗi đau thì mình cũng không nên khơi lại. Tuy nhiên không biết là Thảo có thể chia sẻ nguyên nhân tại sao mà cụ thể là mình chia tay không? Thứ nhất là do người kia họ ghen tới mức mà gọi là không control được cái hành động của người ta. Cái thứ hai á, người ta hơi gia trưởng một tí, bắt em vào một cái khuôn khổ của người ta. Nhưng mà em là một người hoạt bát, năng động. Khi mà ép em vô như vậy thì em cũng khó chịu. Được một thời gian thôi rồi sau đó là em cũng không chịu được. Thì sau đó thì em có xin phép bên gia đình chồng là em về bên nhà mẹ em. Sau khi về bên nhà bên này á, thì em mới phát hiện ra là người đó có một cái mối tình phía sau lưng em mà em cũng không biết luôn. Xong rồi em về nhà bên đây em mới được biết về cái thông tin đó. Thảo hiện tại là mình nuôi con gái luôn đúng không Thảo? Dạ đúng rồi chị ạ. Trường hợp của Thảo là sau khi sinh thì cũng khó khăn đúng không? Sau sinh em gặp nhiều cái trục trặc về tình cảm vợ chồng. Thành ra cái tâm lý của em nó không có được ổn định. Thì em bị một cái vấn đề về tâm lý, đó là bị trầm cảm sau sinh. Sau khi sinh 6 tháng là em phải đi điều trị tâm lý 6 tháng nữa. Nhưng mà bây giờ em đã vượt qua được rồi đúng không Thảo? Dạ đúng rồi chị. Hiện tại thì em đã kiểm soát được nó là khoảng 70% rồi. Chia sẻ vậy để cho các quý ông có đang theo dõi chương trình á, mình cũng phải hiểu và thương cho thân phận người phụ nữ. Mới tình cuối cùng là khi đấy em đang du học ở Nhật 5 năm. À em có đi Nhật hả? Dạ dạ. Em đang học đại học năm 3 thì em xin về em cưới vợ. Là coi như đã có một đời dạ, vợ rồi. Có rồi. Về cưới tháng 1 năm 2018. Cưới xong thì em có quay lại đi học tiếp, định tháng 10 sẽ đưa vợ em sang. Nhưng vợ em lại có bệnh không sang được. Vợ không sang được thì em quyết định về mua vé và xin phép trường cái thứ đến mùng 5 tháng 11 năm 18. Nhưng đến 26 tháng 10 vợ em mất. Xin lỗi em nha, dạ, dạ. Buồn nên... chuyện cũ của mình. Nói chung đến bây giờ thì sẽ là đã vượt qua rồi. Chứ còn có một khoảng thời gian là khá chi là sốc. Rồi, bây giờ mình đã ổn định về tâm lý, bây giờ mới mở lòng ra lại đúng dạ, không? Dạ. Hello hai em, thấy chị Tường không? Chào chị Tường. Ok, thấy không, vui không? Không có ngờ mình gặp nhau trên sân khấu rồi bữa nay dịch bệnh mình trò chuyện với nhau ha. Rồi giờ trước tiên là phỏng vấn lại cái hôm đó, sao cái người mà chương trình giới thiệu mà chọn chéo của bên kia, địa hàng bên kia của người ta vậy? Mà ghê lắm, ông này chọn mà bà này cũng chọn lại mới ghê chứ. 3 2 1. Hết thời gian. Bấm. Ủa. Đường bên kia đã đi về bên đây, chỉ có hai bên đây đi về với nhau. Hai bên đây đi về với nhau nè. Ừ. Còn xanh với xanh này là đi về luôn. Vậy là chúng ta cũng có được một cặp đôi. Chúng ta có một đôi em đây rồi. Thảo, sao bữa hổm bấm chọn anh Thăng vậy Thảo? Tại vì lúc em chọn á chị thì em cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại vì em thấy cái sự đồng cảm ở chỗ anh Thăng. Còn bên cái bạn bạn kia, bạn nam kia thì theo cái sự cảm nhận của em á, bạn đó còn
quá trẻ, với lại trong cái chuyện tình cảm bạn không có nhà chưa có đồng điệu được với mình phải không? Đúng rồi. Nhưng mà cái lúc mà chưa nhìn mặt nhau á, cái lúc mà nói chuyện mà chưa thấy mặt nhau đó, là em đã nghiêng về phía Thăng chưa? Hay là khi mà mở ra rồi thì mới nghiêng về phía anh Thăng? Em nghiêng về phía anh Thăng là khi em nghe được cái câu chuyện của anh. Với lại em suy nghĩ là cái người này họ đã trải qua cái sự đau khổ, em cũng vừa vượt qua được cái đau khổ của em, thì em nghĩ là cái người này sẽ được đồng điệu được với em hơn. Trước dịch á thì hai bạn đã có gặp gỡ nhau, hẹn hò nhau, cái tiến trình như thế nào, gặp nhau được nhiều chưa, hiểu hơn được với nhau chưa? Nói đi chứ. Thực ra thì trước dịch ngay sau khi em quay xong thì bọn em có gặp nhau một lần ngay sau khi quay xong, chắc tuần đấy em nhỉ. Gặp nhau em qua tiệm quần áo, em gặp nhau ngồi nói chuyện với đi uống nước, về xong cái thì em về quê có chút công việc, thế là về hơn một tháng. Thế khi em quay vào cái thì dịch bắt đầu, nhưng cũng tranh thủ gặp nhau được một lần nữa, dịch đến và từ đấy trở đi là mỗi người một nơi. Trời ơi, sao mà ít oi dữ vậy trời. Cái hôm em chuyển nhà anh Thăng có hứa hẹn là sẽ giúp đỡ em chuyển nhà, mà dịch tới cũng chẳng đi chừng chẳng giúp được gì, chẳng được phụ được gì hết luôn. Không, nhưng mà tôi thấy cặp đôi này là mặc dù gặp nhau có hai lần nhưng mà cái kiểu nói chuyện á rất là tự nhiên nè, chứ không phải là mắc cỡ nè. Như vậy là gặp nhau được tới hai lần thôi chứ vẫn liên hệ điện thoại với nhau thường xuyên đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đó, tại vì tôi thấy cái kiểu nói chuyện là thấy rất là thoải mái tự nhiên luôn, chứ không phải kiểu là e lệ hay là còn cái gì mà khách sáo với nhau nữa. Vậy thì cái hiện tại là cái mối quan hệ của các bạn được như thế nào rồi? Hôm anh Thăng có qua bên tiệm em thì có gặp mợ em với lại bà em, thì bà với mợ thì cũng hài lòng về anh Thăng. Mẹ em thì chưa có gặp, nhưng mà mẹ có xem trên chương trình, mẹ cũng không nói gì nhiều. Nói chung là mẹ thích thì mẹ mới không nói, chứ mẹ không thích là chắc mẹ cũng nói nhiều lắm. Còn là cái phía bên em là tương đối ổn. Dạ đúng rồi, tương đối ổn. Rồi còn hướng bên nhà của anh thì biết chưa? Sau khi chương trình lên sóng thì tất cả người đều biết, mà người cả nước biết đâu, phải có mình nhà em biết đâu. Mà mọi người trong nhà em thì trước đến giờ vẫn là vậy. Em quyết định như thế nào thì mọi người sẽ luôn ủng hộ, không có ý kiến nhiều. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm của em thì gần như nhà em sẽ không có nhiều cái em tham gia sâu. Chỉ bảo thôi, cứ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu tiến tới được thì gia đình sẽ tiếp tục ủng hộ. Rồi bây giờ trong cái mùa dịch này rồi yêu đương như thế nào đâu, kể chị Tường nghe coi. Thì anh em cũng cứ nói chuyện với nhau, nhắn tin, nhiều cái phương thức liên lạc mà chị nhìn thấy thì cũng có thể nhìn thấy hàng ngày được. Chị biết là có nhiều cái cách để gặp. Vấn đề chị đang muốn hỏi là hai em có thường xuyên làm cái điều đó hàng ngày không? Liên hệ qua lại thăm nom, chăm hỏi nhau hàng ngày hay không? Cái gọi điện với nhắn tin hàng ngày thì chắc là không hàng ngày. Cũng cứ không có để nó bị thưa quá, chắc vài ngày. Cả hai cũng thêm một tí công việc nữa, với lại thì bây giờ cứ suốt ngày cầm điện thoại nó cứ sao ấy chị. Không có phải là như tuổi tiên nữa, cứ suốt ngày phải làm gì phải báo cáo. Thì anh Thăng anh đi đâu thì anh cũng nói với em, mà anh đi về quê, anh đi công tác thì anh cũng có nhắn tin, anh nói chuyện với em. Anh nói hôm đó là anh đi công tác, mà để mà nhắn tin hàng ngày mà giống như mấy bạn tuổi tiên thì chắc em với anh Thăng không có. Tại vì em cũng phải con cái rồi công việc của em nữa, rồi anh Thăng cũng có công việc riêng của anh Thăng nữa. Trời ơi, hai người này nói chắc tôi tuổi tiên quá à. Tôi quay qua tôi ôm điện thoại tôi nhắn suốt ngày luôn á trời. Chị có thời gian nhắn luôn á hả? Chị mới lưu. Sao không? Chị là ba đầu sáu tay, rất là nhiều việc. Nhưng nếu chị có người yêu là chị vẫn đều đặn mỗi ngày. Nếu mà chị ngày đó mà chị không biết người yêu chị đang làm cái gì ở đâu là chị rất là bực bội. Chắc là bây giờ em lại phải học hỏi chị Tường rồi. Con người mình á, bây giờ nhu cầu là gì, và đặc biệt là dịch bệnh nữa, là mình cần cái người á, quan tâm, thăm hỏi, chăm sóc. Với lại trong cuộc sống mình hàng ngày á, bao nhiêu việc nó xảy ra, cái người mà mình muốn chia sẻ nhất là ai? Là cái người mình yêu.
mà cái gì mấy ngày mới liên hệ một lần rồi quên mất tiêu rồi. Bất cứ cảm xúc lúc nào là cầm điện thoại lên lúc đó hoặc là nhắn tin liền. Mà bữa nay ngồi đợi lâu quá bực mình dễ sợ là cũng nhắn tin. Rồi cái em vô quay rồi nghe, chút nghe quay xong nhá. Rồi quay là chụi bên kia, giờ anh đi tiếp khách, ví dụ vậy. Rồi nhưng mà là phải ngày nào cũng phải gọi, ngày nào gọi tối trước khi ngủ là ok bye bye, ngủ ngủ ngon. Ngày mai mà mở mắt ra là phải là hello good morning, cà phê đi em, rồi chụp hình đi cà phê gửi vô hoặc là cái gì đó. Trời ơi phải có cái đó chứ. Hôm sau em xin trường một hôm gặp trực tiếp để chị chiêm minh lại cho em cái này cho em là chưa có được gọi lắm. Chứ nếu vậy rồi biết chừng nào mới tới lúc cưới nhau. Trời, phải có cái sự qua lại tương tác rồi mình phải kể cho nghe về cuộc sống của nhau, để mặc dù mình không có gặp nhưng mà mình vẫn cảm thấy mình rất là gần, thì như vậy mình mới hiểu được. Với lại em biết sao không, cái nhắn tin không có lộ bản chất mà mình phải gọi điện mình mới cảm nhận được cái người đó, nhiều khi người ta nóng giận hay là cái tánh người ta như thế nào đó, qua cái cách nói chuyện nó mới thể hiện. Đôi lúc nhắn tin nó thể hiện ít lắm, đó là sự quan tâm hàng ngày mà mình phải có, mình mới phát hiện ra những cái chỗ bất ngờ. Với lại đàn ông là phải chủ động thằng ơi. Em biết rồi, em sẽ rút kinh nghiệm học hỏi thêm em chị Thường. Phải tập trung vô. Trời ơi, nhanh rất rõ. Được, yes or no là mình phải biết được cái chủ quyền của mình là được hay không. Còn cứ cà lơ phất phơ như vậy là nó dậy hoài đúng không trời. Chị nói vậy đúng không Thảo? Dạ đúng rồi. Thấy chưa? Sai lầm vẫn là em. Đúng rồi, sai lầm chẳng là anh ơi. Thật ở bên em chứ, em đều nói với anh Thăng hết. 4-5 ngày trước là nhà em bị rào, là em anh ơi nhà em bị rào rồi, em bị nhốt, em bị cách ly rồi, hai mẹ con em bị nhốt trong nhà rồi. Thế là anh Thăng cũng trả lời, cũng hỏi Thăng kêu mình giữ sức khỏe. Hai bạn có hẹn hò gì với nhau, có kế hoạch gì để làm cùng nhau sau dịch không? Dạ, hôm sau chắc em với Thảo mời chị đi ăn một hôm để chị thêm cho bọn em ít kinh nghiệm nhỉ. Ok, hết dịch đi cưng, hết okay. Dịch rồi mình gặp. Chúc cho hai đứa là giữ gìn sức khỏe nha. Rồi chúng ta chờ nhanh thôi, sẽ hết dịch rồi chị em mình sẽ tiếp tục cái công việc nè. Rồi cái mối lương duyên do tôi mát tay gầy dựng này phải cố gắng không? Mình đã giành giật chéo nhau của người ta rồi, thì cố gắng nắm bắt cái cơ hội nha. Rất là vui nếu như mà nhận được tin đến được với nhau là tụi chị vui lắm, tụi chị mừng lắm. Tại vì thật sự cái chương trình ghép đôi thần tốc thì tụi em cũng thấy mới phát sóng được có mấy tập thôi. Nếu như mà tụi em mà đến được với nhau là một trong những cái cặp đôi đầu tiên là tụi chị rất là mừng, theo dõi kỹ lắm đó. Có cái gì vui là báo cho tụi chị biết nha. Mắt thì tạm thời giữ gìn sức khỏe. Rồi vậy thôi chị Tường, cảm ơn hai em nha. Rồi tạm biệt. Tiếp theo là cặp đôi thứ hai, là cặp đôi Nguyễn Văn Tùng và Tô Thị Thanh Hiền. Cặp đôi ông bố mẹ trống nuôi con quyết chinh phục bằng được mẹ đơn thần xinh đẹp như thế nào? Dạ em tên là Nguyễn Văn Tùng ạ. Năm nay là em 31 tuổi ạ. Quê em ở Hưng Yên ạ. Hưng Yên, mình vô đây lâu chưa Tùng? Em vô đây từ năm lớp 8 ạ. Em làm đầu bếp ạ. Wow, ghê vậy. Đầu bếp về ẩm thực miền nào? Dạ em đầu bếp về bữa ăn buổi trưa em có... Nói chung là ba miền, miễn cái đồ ăn mọi nơi, miễn là tốt cho sức khỏe. Dạ, đúng không? Quán ăn hả? Đầu bếp. Dạ không ạ, em làm ở nhà rồi sau đó em nấu ăn xong, sau đó em tự đi giao cho mấy chị. À, coi như là nấu bán online luôn. Có người đặt hàng. Dạ, có người đặt trước rồi xong đó em buổi sáng em nấu rồi xong là em dọn em đi ra. Rồi bên kia đi, cô gái màu xanh đi. Còn chần chờ gì nữa mà không giới thiệu về mình nhỉ? Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Hướng Minh Đạt, em tên Tô Thị Thanh Hiền, em ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Hiện tại công việc của em là bán đá phong thủy online. Cũng bán hàng. Dạ, em bán cũng được 6 năm rồi. Là có kinh nghiệm rồi hả? Dạ. Có biết coi bói rồi không? Dạ, em không biết coi bói đâu, nhưng mà em biết coi phong thủy. Biết coi phong thủy luôn dạ. Hả? Hay vậy trời. Bữa nay đi quay hình rồi em có coi trước cái phong thủy bữa nay nhắm cái hướng đi rồi nó tốt không em? Hợp màu gì không? Em đi 1 2. Em nghĩ tùy duyên á chị. Tùy duyên hả? Khi mà quen nhau thì hai đứa rất là hợp luôn. Nhưng mà khi cưới nhau về thì những cái mâu thuẫn trong gia đình nó xảy ra, thì không có tiếng nói chung thì làm sao mình giải quyết được cái vấn đề đó. Cái quan điểm đó của em đưa ra thì ta Ken sẽ bác bỏ đi. Vậy đó. Không có tiếng nói chung
Tùng thì sao Tùng? Khi mà tình trường của mình như thế nào? Em cũng từng có gia đình và cũng có một bé trai, năm nay là được gần 5 tuổi rồi. Kết hôn được bao lâu? Tụi em hầu như là chưa đám cưới. À vậy hả? Dạ, tụi em chỉ đăng ký kết hôn. Có đăng ký kết hôn. Dạ. Tụi em sống chung thì từ lúc vợ em có bầu đến lúc con em được 1 tuổi là tụi em hầu như chia tay rồi đó. Rồi giấy tờ chính thức chưa, chia ly dị chưa em? Dạ, giấy tờ chính thức luôn rồi. Rồi con ở với ai? Dạ, con thì em nuôi. Ngồi vậy bình thường, thường con nhỏ phải theo mẹ chứ sao lại em nuôi? Dạ, tại em không biết sao, em chỉ, em không thể xa con em được. Em không thể xa con em được. Em cũng nói chuyện với mẹ của bé là để xem nuôi thì sẽ tốt hơn. Nhưng nguyên nhân tại sao lại chia tay? Cái lúc mình sát vô nhau và có con, cái lúc đó ấy, giống như là tình yêu nó tức thời. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Lúc đó em 26 tuổi. 26 cũng chín chắn trưởng thành rồi chứ phải non nớt gì đâu. Tại lúc đó em làm trong cái môi trường công việc của em đến từ sáng đến 10 giờ đêm ấy. Cứ làm như vậy hoài, cái tự dưng cái con người mình nó trở nên cô đơn. Rồi đến khi mình có một cái mối tình ấy, mình cứ nghĩ là đó là một người vợ. Nhưng cuối cùng thực ra là không phải như thế. Bất cứ vấn đề gì em nói ra cái vợ em đều khóc hết. Ví dụ như vợ em vừa mới đi đâu đó cái rồi xong không nghe điện thoại, em hỏi vợ từ sau đi đâu nhớ cái điện thoại để hay nói gì đó cái khóc. Cái vợ em đi chơi về muộn, cái em bảo từ mẹ cũng nói là thôi đi về sớm sớm chứ có con nhỏ cái khóc. Khóc. Cái mọi thứ đều là khóc hết và rồi, bên đây không giải cũng quyết đang được khóc gì. Rồi là tôi muốn mấy câu được rồi, bên đây cũng đang muốn khóc hết rồi. Chết cha rồi, đà đà. Muốn khóc rồi Tường ơi. Dạ mọi thứ là cứ là ai khóc. Là người đề nghị chia tay? Hầu như là hai đứa tự thấy như vậy. Rồi có khóc không? Dạ không, lúc chia tay thì hai đứa đều vui vẻ. Có còn qua lại thăm con đồ gì không? Dạ cô ấy cũng qua lại thăm con. Là cười không chứ hết hết khóc rồi? Dạ cười không à. Bây giờ thoải mái hơn. À vui hết là được rồi. Trời ơi, nó sợ nó mất phần. Dạ rất là ấm áp. Sợ mất phần, dạ chưa. Xin lỗi, đã tước quyền của em. Rồi, tới họ. Anh cảm ơn. Dạ. Hên quá, nắm tay cười chứ không có khóc. Một. Đã có màu. Rồi quá vậy mọi người. Dù sao thì chúng ta cũng thành công được 50%. Dạ. Thì bây giờ đã rõ ràng hết rồi. Rồi xin mời hai bà áo xanh. Hai bà màu xanh. Đã trùng màu. Đây. Rồi hai bạn đứng bên đây cũng được. Hãy nắm tay nhau đi các bạn. Hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm. Lên đây đứng với tôi cho có cặp coi. Không tay đi. Đứng một mình hả? Ở mình chưa nói hôn luôn rồi. Vội vàng quá vậy. Vội vàng vội vã quá vậy. Dạ em làm lại cũng được. Làm lại đi em. Dạ. Chị chưa thấy gì luôn đó. Hello hai em, thấy chị Tường không? Trước dịch á thì hai bạn đã có gặp gỡ nhau, hẹn hò nhau, cái tiến trình như thế nào, gặp nhau được nhiều chưa, hiểu hơn được với nhau chưa? Sau khi bóng thì hai đứa gặp nhau đi ăn, sang ngày hôm sau thì em đi về lại Đà Lạt chắc là một tháng hả? Chắc là tầm một tháng là anh lên ảnh thăm em. Tụi em cũng tiến triển từ từ, sau đó em đi lên gặp. Cái rồi thấy Hiền ra đón em lúc mà em vừa bước xuống xe nữa, trời ơi, cảm giác nó cũng hạnh phúc lắm chị. Hai đứa đi trên chiếc xe mà 12 giờ đêm mà trời rất là lạnh luôn. Và người em lạnh quá mà cũng đơ hết cả luôn và em cũng thấy rất là vui chị. Phải trong lúc hai đứa ở cùng nhau, rồi cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn, cùng nấu nhắn cho nhau ăn. Cũng hạnh phúc lắm chị, cũng
có cảm giác cũng giống như là gia đình luôn rồi, chứ không phải là mới quen nữa. Em cảm giác lúc đó là khuya lắm rồi mà mình ra mình thấy ảnh như vậy thì cũng thấy cũng cảm động, nhưng mà tại vì trước giờ hai đứa tìm hiểu nhau thì toàn là FaceTime rồi nói chuyện cũng ít ít à, chứ không có gọi là sướt mướt tình cảm hay gì, nên là khi mà thấy ảnh lên thì mình nghĩ là chắc người này mình cũng nên tìm hiểu rồi coi thử sao, tại vì dù gì người ta cũng đi một đoạn đường xa lên thăm mình mà đón bạn bè. Thì cái lúc đầu mà về nhà rất là ngại ngùng luôn. Không biết nói gì, chứ thôi đi ngủ đi. Chứ giờ mới nói gì hết. Anh ngủ ở dưới, còn em lên ghế em ngủ. Sáng ngày hôm sau thì hai đứa đi chơi rất ghen nữa. Chở nhau đi chơi thì cảm giác là rất là ấm áp và cảm giác như là một gia đình. Và thấy ảnh cũng quan tâm, cũng chăm sóc rồi cũng nói là rất là tâm lý. Cái món đầu tiên mà anh chỗ tài nấu ăn là cơm cụ yêu cầu của Ken. Cho nên là Ken rất là thích luôn. Còn mình thì mình thấy là cũng hạnh phúc lắm, tại vì trước giờ không có được như vậy. Dạ đúng là bếp vui lắm chị. Giống như chị muốn nấu làm sao mà ngon nhất để cho hai cái người yêu thương nhất của mình ăn cái ngon á. Mà không hiểu sao mình nấu xong mình thấy mình ăn dở ẹt à, còn thấy hai người chê Ken mất trời. Hai bạn có kế hoạch gì để làm cùng nhau sau dịch không? Dạ bây giờ tụi em chỉ dự tính là hai đứa dáng khỏe mạnh rồi bình an đến cái lúc gặp nhau thôi, cũng chưa dám tính ra cái gì hết ạ. Bây giờ chỉ mong qua cái dịch rồi. Em bây giờ đang phải tự cách ly ở nhà đây ạ. Tụi em nói chuyện liên tục và chị trừ những cái giờ mà em đi làm thôi, còn cứ đi làm về cái là hai đứa nói chuyện cho tới khi nào đi ngủ thì thôi. Hai đứa đều nói nhiều hết chị ơi. Hiền ở chương trình Hiền nói Hiền ít nói chứ bình thường Hiền nói nhiều lắm chị ơi, ngây nữa chứ, còn ngây lắm, ngây hơn cả em nữa. Điều đầu tiên mà khi hết dịch là em sẽ phải đi lên thăm Hiền liền, tại tụi em nhớ Hiền lắm rồi. Dạ thực sự là khi tham gia chương trình ấy, em cũng bất ngờ lắm, em không nghĩ là mình sẽ được gặp một chương trình có thể chọn lựa cho một người mà có thể ưng ý đến như vậy. Và em cũng xem rất nhiều tập, thấy cũng nhiều cặp đôi kết nối cũng rất là tốt. Xem qua mùa dịch là em cũng mong mọi người là giữ gìn sức khỏe, mong qua cái đại dịch. Và em rất cảm ơn chương trình đã tạo cho tụi em cái chương trình rất là hay, có thể gặp gỡ được. Nếu mà các bạn nào mà chưa tìm được người yêu thì hãy mạnh dạn đến với chương trình, sẽ gặp được một đối tượng thật ưng ý ở chương trình rồi. Khi mà em đi quay cái chương trình này xong mà phát sóng lên TV á thì em cũng gặp nhiều vấn đề lắm chị. Những người quen coi rồi thì cũng nói chung là người ủng hộ thì ít, còn cái người là không thích thì nhiều. Nhưng mà theo cái bản thân em thì em chẳng có gì buồn hay lạ gì hết, em thấy vui tại vì nhờ cái chương trình mà em gặp được anh Tùng và hai đứa quen nhau yêu nhau. Cho nên là em nghĩ là mọi người ai mà còn đang độc thân á thì nên tham gia chương trình này, vì biết đâu được mình đi tìm ở ngoài rất là nhiều nhưng mà mình sẽ không có cái mối lương duyên, nhưng mà biết đâu được là mình tham gia rồi mình sẽ gặp được người như ý. Thực ra là mọi người cũng đừng nghi ngại quá, tại vì thực ra là chương trình mỗi khi tham gia tụi em cũng không có kịch bản gì hết, tự do cái cảm xúc của mình thôi. Nói chung mọi người cứ tự tin đăng ký tham gia chương trình và thể hiện cái cảm xúc của mình thật nhiều thì mới có cơ hội tìm được cái người mình yêu thương nhất. Tại vì em biết là khi lúc mà mở cửa ra là Hiền đã không có muốn chọn em rồi, không có hề nhìn em luôn. Phải dùng mọi cách để cho Hiền chú ý đến em thôi. Các bạn cứ tự tin lên, bây giờ mình thích ai là mình phải nói và phải cố gắng hết sức mình, đừng có ngồi im chờ đợi người ta bấm nút cho mình. Cố lên nha mọi người. Là thật ra là ngay lúc đầu mà lên rồi khi mà cái bức rèm mà chưa có kéo ra thì em cũng nghĩ là em sẽ không có bấm nút cho ai hết. Nhưng mà em bị cảm động ảnh cái bài hát cuối cùng của anh. Anh vẫn luôn dõi theo nhìn em, dù em có vui có buồn để anh nhìn thấy niềm tin trong đôi mắt em. Và em hãy
Ê, nãy giờ mình đang hát hay mình đang đọc thơ vậy? Đọc thơ mà người ta phổ nhẹ. Hay quá. Thôi được rồi. Tự nhiên thấy khi mà anh hát lên tôi thấy anh dễ thương quá. Kêu thôi, một người cũng nên chọn để mà mình tìm hiểu. Cho nên là em mới quyết định ngay cái khúc cuối đó em mới là quyết định. Lúc em hát mà mọi người cứ không biết là bạn thơ hay là bài hát nữa. Em nghe nhá, xem có nhớ lại cái cảm xúc gì không nha người yêu. Em có biết rằng anh thích em nhiều lắm không? Vì anh yêu em cười, vì anh yêu những lời mà em nói rất ngọt ngào với anh. Anh vẫn luôn dõi theo nhìn em, dù em có vui có buồn, để anh nhìn thấy liền tin trong đôi mắt em. Và em hãy hứa với anh điều này thôi, khi buồn chán gì em hãy buồn đi và khóc đi, để anh được đến ôm em vào lòng, mỉm cười vỗ về và thì thầm những lời nói thật yêu em. Em ơi, cái thời gian mình gặp nhau á, anh lúc nào cũng trân trọng cái cả từ cái lúc đầu anh và em gặp nhau đến khi anh đi lên Đà Lạt đến bây giờ, mọi khoảnh khắc anh đều rất là giữ ở trong này nè. Anh lúc nào cũng luôn yêu em, anh mong em hãy cố gắng vượt qua cái thời gian khó khăn này, đừng có hờn giận vu vơ anh nữa nha. Anh yêu em nhiều. Bây giờ thì đang trong mùa dịch, muốn là anh giữ gìn sức khỏe, rồi khi nào hết dịch rồi hai đứa mình gặp nhau tha hồ mà đi chơi. Em không có giận anh nữa. Em nhớ nha, em hứa. Rồi em hứa. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại khi chúng ta hết dịch. Và chúng ta sẽ đón xem chương trình Ghép Đôi vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 nhé. Và 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media. Khán giả ơi, chúng ta hãy tải app Netlove để được đón xem chương trình nha quý khán giả. Các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.